chuyện gì vậy? Dép pin của mình, dép pin của mình mất tiêu rồi. Ủa, cái gì? Đi tìm dép pin. À, sao kỳ vậy? Rõ ràng hồi nãy dép pin ở ngay đây mà. Mình nhắm mắt lại và đếm đến 10. Khi mở mắt ra thì Zippy đã biến mất rồi. Có khi nào Zippy cũng đang chơi trốn tìm với chúng ta không? Trà đùa, Zippy là một chú chó con đó. Bạn nói cũng phải ha. Minchi à, có khi nào nó đã bị bắt cóc rồi không? Bắt cóc sao? Đúng vậy, mình nghe nói người ta bắt cóc chó con bằng cách dùng đồ ăn để dụ dỗ nó đó. Mình cũng nghe nói vậy, những chú chó bị bắt cóc sẽ... Hãy đừng có nói nữa mà. Zippy là người bạn thân thiết nhất của mình đó. Mình biết mà, tính ra thì Zippy cũng là bạn của mình nữa mấy anh chơi à. Những gì bạn nói có phải thật không vậy? Sao mình không nghe nói Zippy là bạn của Chadu ta? Các bạn biết gì mà nói chứ. Tình bạn của mình với Zippy là một tình bạn vô cùng đặc biệt đó. Các bạn không biết được đâu, Zippy và mình đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Minchi à, trong thời gian dì ra nước ngoài, con hãy chăm sóc cho Zippy giùm dì nha. Zippy dễ thương quá. Wow, Zippy như kẹo bông gòn vậy. Bạn thấy có đúng không Minchi? Đúng là rất giống kẹo bông gòn. Cha đu à. Nhưng mà lại không có mùi vị giống như kẹo bông gòn. Xin chào nha Zippy. Mình sẽ làm cho bạn thật là xinh đẹp. Bạn đừng có cử động mà. Xong, đây chính là mẫu kẻ sọc. Mình muốn xin lỗi bạn vì chuyện lần trước. Hãy để mình tặng cho bạn một nụ hôn xem như là xin lỗi nha. Nè, xin lỗi vì lừa bạn nha Zippy. Mình mang đồ ăn tới cho bạn nè. Rồi, chụp lấy. Vậy chúng ta có nên đi báo cảnh sát không? Không cần gọi đâu. Tụi mình hãy thành lập một đội điều tra đặc biệt để đi tìm Zippy. Mình nghĩ bạn không cần phải làm vậy đâu. Không hề gì, tụi mình thật sự muốn đi tìm Zippy về cho bạn mà. Tụi mình hả? Sao lại là tụi mình? Các bạn à. Có vấn đề gì hay sao? Các bạn không muốn giúp hả? Đâu có, tất nhiên là tụi mình muốn giúp rồi. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhưng chúng ta tìm Zippy bằng cách nào hả? Chắc chắn là kẻ bắt cóc vẫn chưa đi xa. Ý bạn là sao chứ? Thì bằng chứng chính là phân của Zippy ở ngay đây. Các bạn không thấy sao? Nó vẫn còn rất ấm. Chà đu à. Chắc chắn nó chỉ mới được thải ra trước khi Zippy mất tích. Cho nên đây chính là đầu mối quan trọng nhất. Phân mà là một đầu mối quan trọng sao? Ngạc nhiên thiệt luôn. Ý bạn nói là Zippy vẫn còn ở gần đây đó hả? Đúng rồi đó. Theo như mình nghĩ, kẻ bắt cóc đã có mặt ở đây và nhân lúc chúng ta chơi trốn tìm thì ra tay. À, mình nhớ khi chúng ta đang chơi có một ông lão ngồi ở đằng kia kìa. Hình như còn có một người giao hàng nữa đó. Và cuối cùng là một chàng trai bí ẩn. Chính vì vậy chúng ta có thể xác định kẻ bắt cóc chính là một trong số đó. Bà còn chờ cái gì mà chưa đi nữa vậy? Tới lượt bà ra bài rồi kìa. Cái gì vậy? Không đi là tôi đi nha. Bạn có thấy cái gì không vậy Chadu? Chịu khó một chút đi. Mình nghĩ là mình đã thấy ai đó rồi. Mấy bạn đừng có nhúc nhích mà. Tôi đang rất là may mắn.
Mình đã nói là đừng nhúc nhích rồi mà. Hay quá, dáng này coi như xả. Ông không thể như vậy được. Mấy cái đứa này mà biết đi. Shadow à, còn Zeppy thì sao? Hồi nãy mình đã nhìn kỹ rồi nhưng không thấy Zeppy ở trong đó. Vậy ông cụ ở tiệm cầm đồ có phải là kẻ bắt cóc rồi? Kẻ tình nghi tiếp theo là người giao thức ăn Trung Hoa. Làm sao chúng ta tìm được người giao thức ăn Trung Hoa đó đây? À, nhìn bên kia kìa. Chà. Chúng ta qua bên đó đi, tiến lên. Ê. Cái thùng bị khóa rồi. Các bạn có phát hiện được gì không? Không có. Shadow thì sao hả? Ủa? Mọi người ơi, Shadow đâu? Sao không thấy nữa? Nói nào, anh đang làm gì Zeppy hả? Em đang nói gì vậy cô bé? Hãy trả Zeppy cho tụi em. Em xin anh đừng làm hại Zeppy. Vì em dặn em phải chăm sóc cho nó thật tốt. Nhưng mà Zeppy là cái gì mới được chứ? Đó chính là con chó của Minji. Xin lỗi mấy đứa, anh dưỡng với chó cho nên chỉ cần nghe chữ chó là anh sẽ bắt đầu nhảy mũi liền. Chạy chạy mà. Thiệt là ô nhiễm quá đi. Mà nè, hôm nay con nấu món gì đó đặc biệt đúng không? Dạ, con định chia phần cho mấy chú chó con của con. Mấy chú chó con sao? Nếu vậy thì con chỉ cần luộc nó với tỏi và hành lá thôi là được rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Nếu có gì không biết con sẽ quay lại hỏi nữa. Gặp lại cô sau nha. Được rồi. Nhìn anh ta rất giống người mà Dodo nhắc tới. Và cũng là kẻ tình nghi cuối cùng. Nhìn anh ta có chút đáng sợ đó. À, không được. Zeppy của mình sẽ gặp phải chuyện gì đây chứ? Minji à, đừng có lo mà. Mình sẽ giải cứu Zeppy bằng mọi giá. Chắc chắn đó chính là nhà của anh ta. Đội điều tra, chúng ta hãy cùng tiến lên bắt kẻ tình nghi. Ủa? Nè, các bạn bị làm sao vậy? Mình thấy sợ lắm. Mình nghĩ là chúng ta nên báo cảnh sát đi cho đâu. Ý các bạn muốn nói là các bạn sẽ đứng ở đây và nhìn Zeppy gặp nguy hiểm có đúng hay không? Tụi mình đâu có nói như vậy đâu. Biết ngay mà, anh ta chính là thủ phạm. Zeppy à. Nó chạy thôi. Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi nhận được tin báo về việc có chó mất tích. Tôi có thể kiểm tra thứ được nấu ở trong nồi không? Tất nhiên. Đây chính là thịt gà mà. Nói vậy những chú chó này là... Chúng đều bị chủ bỏ rơi. Tôi thấy tội nghiệp nên định nấu súp cho chúng ăn. Tôi nghĩ mấy đứa trẻ đã hiểu lầm anh rồi. Tụi em xin lỗi. Mấy đứa muốn gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Anh không phải là người xấu đâu mà. Đồ sơ à, mày đã đi đâu vậy? Tao tìm mày quá trời. Zeppy của mình đang ở đâu? Zeppy à, Zeppy à, mày đã đi đâu vậy? Trai Zeppy đã có bạn gái rồi hả? Có bạn gái sao? Vậy Zeppy không phải là con gái hả? Hai không phải đâu. Zeppy là con đực á. Nói vậy có nghĩa là Donser là... Đúng rồi á, Donser là con cái.
Yippee à! Trôi sơ à! Siêu nhân tia chớp vẫn là giỏi nhất. Họ không chỉ có trên phim thôi đâu, các diễn viên chính sẽ ra mắt tại nhà hát và ký tặng người hâm mộ đó. Ký tặng sao? Trời ơi, làm sao để có được chữ ký của họ bây giờ? Chuyện đó thực sự là hơi khó. Chúng ta phải mua vé vào thì mới có chữ ký của họ được. Có thể sẽ có nếu đi chung với mình. Bằng cách nào? Mình đã có vé rồi đây nè. Vé dành cho hai người. Nói dễ hiểu hơn, mình có thể mời một người trong số các bạn đi cùng với mình. Các bạn sẽ mời một người trong tụi mình sao? Xin chào cha Đu. Ôi trời ơi, chính là anh Quân Ba. Nè cha Đu, để em phải đợi chờ lâu. Anh xin lỗi vì đã đến trễ nha. Ôi, trong tình yêu anh không nên và không bao giờ cần phải nói câu xin lỗi. Chỉ cần một nụ hôn nồng thắm là đủ. Đâu đâu anh ơi, vậy chúng ta sẽ đi chung được chứ? Hả? Không có chuyện đó đâu. Bạn có nghĩ là chúng ta cần phải chơi công bằng với nhau hay sao hả? Ý bạn là sao? Mình đã hỏi bạn ấy trước chứ bộ. Đó là do bạn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện bây giờ Đôn Đôn vẫn chưa quyết định mà. Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng cha Đu, người thường hay ăn hiếp bạn không? Đôn Đôn à, bạn có muốn đi cùng với Chô Dông, người đã mép với cô giáo rằng bạn nói chuyện riêng trong giờ học hay không hả? Tại sao các bạn không tự quyết định bằng cách chơi quảnh tù tì với nhau đi? Là quảnh tù tì. Quảnh tù tì. Bao. À? Bao. 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 Các em nghe đây, hôm nay ai không mang theo dụng cụ học tập thì ra đứng phía sau. À, mình quên mang rồi. Khoan chờ đã. Nè, cầm lấy đi. Dạ thưa cô, hôm nay em đã quên đem dụng cụ học tập. Trời cha Đu. Mình muốn được chia sẻ phần xúc xích với bạn. À, bạn cũng thích ăn trứng mà đúng không? Xin cho Yong. Mình tự hỏi không biết có ai muốn dọn nhà vệ sinh thay mình không? Gì chứ, cái tên đáng ghét này. Ý của bạn là sao? Đơn đơn à, mọi người đều phải thay phiên nhau làm mình mà. Mình sẽ nhận làm thay cho bạn ấy. Vì tụi mình là bạn tốt mà. Hãy chờ đã, hãy chờ đã, mình sẽ làm thay cho bạn. Bỏ cuộc đi xin chơi ăn. Không đời nào đâu chơi cha Đu. Mình thấy khát nước quá. Khát nước hả bạn? Nè nè nè, chọn món bạn thích đi. Kem trái cây. Đây. Có rất nhiều đồ ăn, bạn muốn ăn gì thì cứ nói nha. Chuyện gì vậy cha Đu à, bạn không sao chứ? Những cái tên bập đôn đôn kia, sau buổi chiếu phim bạn sẽ biết tay mình. Chô Dông đã bỏ cuộc rồi hả? Không thấy đâu hết. Bạn nói đúng ha, nãy giờ không thấy bạn ấy đâu hết. Trời cha Đu, bạn phải trả giá cho chuyện này. Cái gì mà chen dữ vậy? Quá trời. Đơn đơn nè, chúng ta hãy mau vào bên trong đi. Sao vẫn chưa thấy Chô Dông tới vậy? Sao kỳ quá.
chờ mình với. Xin lỗi, mình tới trễ. Giờ Chu Dông cũng đã tới rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Người sẽ đi xem phim cùng với mình chính là Làm ơn. Chính là Xin Chô Gia. Tại sao không phải là mình? Đó chính là gì? Chô Dông đã tặng mình máy chơi game mới nhất. Như vậy không được, đó là gian lận. Trời, cha đu nghe đây, điều này chính là do bạn không sử dụng bộ não thôi à. Người thông minh phải biết sử dụng bộ não, bạn đã hiểu chưa? Xin chào mọi người. Xem là anh Quân Bang kìa. Thật sự chính là anh Quân Bang kìa. Họ thô lỗ quá đi. Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà làm sao bạn có thể chen nổi với những người đó được chứ? Mình sẽ coi phim rồi kể lại nội dung cho các bạn biết nha. Biến hình. Wow. Có vẻ như không dễ dàng gì. Nghe, dừng lại. Cái gì vậy? Trời, cha đô, bạn thiệt là giỏi á. Có lẽ do mình làm việc quá mệt nên người mình mới nặng nề như vậy. Trời ơi, con là ai vậy? Con xin lỗi chú. Bỏ chân chú ra coi. Bỏ ra. Bỏ ra. Chuyện này không hay rồi. Nè, con bé kia đứng lại. Xin chào các bạn, các bạn có khỏe không? Thật hạnh phúc khi gặp các bạn. Siêu nhân tia chớp. Đứng lại chưa? Con bé kia. Không đợi nè. Ôi trời, cái bóng kia sao thấy quen quá vậy ta? Mình cũng thấy vậy, cái bím tóc đó nhìn rất giống. Nè, chắc không phải đâu. Nè, đứng lại, con bé kia, đứng lại. May quá đi, đã thoát được rồi. Bây giờ để coi ngồi ở đâu đây. Có rồi. Thành quả sau bao nhiêu vất vả đây. Tới giờ chiếu rồi. Nhưng mà sao tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ quá là sao ta? Phải công nhận là bộ phim đó rất tuyệt vời. Mình thích chính là cảnh siêu nhân tia chớp biến hình đó. Có một con rồng bay từ trên trời xuống đấu với siêu nhân tia chớp. Đây là bộ phim hay nhất. Thật sự là có cảnh như vậy sao ta? Ôi cha đu à, bạn cũng vào trong rạp để coi phim mà. Sao không nói gì hết vậy? Tại vì mình không thấy có gì đặc biệt hết. Vậy chuyện gì xảy ra với siêu nhân tia chớp ở cảnh cuối hả? Khi đấu với kẻ xấu có bị sao không? Thì là vậy đó. Sao? Mình cũng tò mò muốn biết lắm. Thì là ở cảnh cuối phim, sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại mấy kẻ xấu, trong lúc anh ấy ngồi nghỉ thì có một cô gái bím tóc xuất hiện. Cô gái đó chính là người siêu nhân tia chớp đang yêu. Ồ. Sau khi siêu nhân tia chớp đánh bại tên lãnh chúa, anh ấy đã lập tức đi tìm gặp cô gái bím tóc đó. Cảnh hai người gặp nhau thiệt là cảm động. Chơi đưa à, anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô gái đó chứ. Sau đó họ nắm tay nhau và hét lên thật là to: siêu nhân tia chớp. Và từ đó về sau họ sống hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Phiên bản của cha đâu hay hơn nè. Chuyện gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy hả? Có ai đem thức ăn tới hay sao chứ? Để xem thử coi, nếu có gì thì mình cũng muốn ăn. Đây là... Wow, bạn ấy thật tuyệt vời đó.
bạn ấy tham gia đội tuyển Olympic được luôn á. Mình đã nói các bạn rồi, trước đây á mình từng tham gia nhiều đội, đội điền kinh nè, đội bóng rổ, đội thể dục, đội bơi lội của trường của chúng ta. Mình không tin là bạn đã thử qua tất cả các môn. Bạn tính sẽ làm gì đây, Choi Sa-du? Có vẻ quán quân của ngày hội thể thao lần này sẽ là một người khác rồi. Bạn lúc nào cũng muốn trở thành quán quân mà. Tên mập này. Nghe nè các bạn ơi, ngày hội thể thao là dành cho sự đoàn kết và hợp sức của tất cả mọi người với nhau để rèn luyện và nâng cao tinh thần thể thao, và mọi người tham gia đều là quán quân. Cha thương à. Nè, có thiệt không? Vậy tại sao năm ngoái bạn cố gắng giành quán quân để làm cái gì? Dở thiệt. Kéo mạnh lên. Mình đã nói là kéo mạnh lên. Tuyệt vời. Bây giờ mình đã trở thành quán quân rồi. Bộ thiệt như vậy hả? Bạn không nhớ bạn đã bỏ mặt cả lớp chỉ vì bạn muốn giành lấy danh hiệu quán quân hay sao chứ? Ôi trời ơi, bạn có trí nhớ tốt ghê. Vậy tại sao bạn lại không chịu sử dụng nó cho việc học đi chứ, Đô Đô nè. Minh Chi à, chúng ta đi thôi. Bạn thật quá đáng. Tránh đồ. Đinh Đinh, bạn có sao không? Mình xin lỗi nha. Cha Đô ơi, để mình chơi. Đương à, ý của bạn thiệt vậy hả? Hả? Gì chứ? Là điều bạn đã nói đó. Bạn nói là không nhắm đến vị trí quán quân. Vậy đó chỉ là vì bạn yêu thích chơi thể thao mà thôi à. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cha đưa à, cuối cùng bạn cũng đã trưởng thành. Mình tự hào về bạn lắm. Cảm ơn bạn nha Minchi. Tạm biệt bạn Minchi, mai gặp lại nha. Được rồi, tạm biệt nha. Mình thật sự xin lỗi, Minchi à. À, mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. À, mình quên mất tiêu. Quên nữa, cha đưa, mai mấy giờ đi học? À? Cha đưa à. Giỏi chỗ nào? Hôm nay chị ấy nhanh hơn hôm qua. Chị ấy sẽ trở thành nữ vàng ngôi sao cho coi. Ha, vậy thì tốt rồi. Nếu như Chadu trở thành quán quân lần này, mẹ sẽ không phải lo dụng cụ học tập cả năm. Vậy mấy cuốn tập cho sách tô màu là của con đúng không mẹ? Bút chì màu là của con. Nhảy cao hơn, nhảy xa hơn, trò đi cà kheo thật thú vị. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Với thứ này bạn có thể đi. Ôi ngon quá à, để bà gấp trước cho. Không phải là của anh. Ờ, tại sao không chứ? Cha đưa à, ăn đi, mẹ nấu riêng cho con đó. Đây nè, con sắp có một cuộc tranh tài, vì vậy phải ăn nhiều lên. Tại sao mẹ lại làm giống như là con sắp đi thi Olympic vậy đó? Nhưng mà con sẽ không từ chối đâu. Em làm như vậy là không công bằng. Vậy chúng ta ăn cái gì? Của anh đây, của con nè, và của con nữa. Mọi người đừng thất vọng quá mà. Dù gì trứng đó cũng là của con gà này mà ra thôi. Ngon quá trời luôn. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không phải như vậy. Em phải tỏ ra liều lĩnh hơn nữa chứ. Nỗi buồn của người Hàn Quốc phải được thể hiện thật rõ nét. Vì vậy em phải ngã xuống giống như thật. Cha Cha Đu, hãy làm lại một lần nữa cho cô xem. Em phải khóc thật buồn hơn nữa. Chắc tại tối qua mình ăn nhiều quá. Em phải quay thêm một vòng và sau đó ngã xuống trong tuyệt vọng. Cha Cha Đu, cô nói là em ngã xuống.
về thứ ba. Chị Mimi ơi, chị giỏi lắm. Mẹ ơi. Mimi à, con làm tốt lắm. Mình à, con đứng đó làm gì? Tới lượt cha đu thi rồi kìa. Ôi, chị chứ. Mau quá, nhanh lên. Em tới liền đây. Chuẩn bị. Cố lên nha. Dễ như ăn bánh thôi. Bạn đi hít bụi đi nha. Cứ chờ thử coi. Chơi cha đu về nhất. Hay quá à, con ơi. Cha đu ba. Con bé nó dở quá đi, không biết là con của ai nữa. Là con của anh chứ ai. Ê? Tiết mục thiệt là hay quá, chúng ta đã làm rất tốt. Múa mặt nạ không phải là dành cho mình. Cái gì chứ, cha đu có thể sẽ thua đó. Không đâu, giải quán quân sẽ thuộc về cha đu. Giờ chỉ còn lại môn chạy tiếp sức. Nhưng Anh Huy và Cha Đu sẽ cùng chung một đội. Do đó hai đứa sẽ nhận cùng một số điểm như nhau. Như vậy Anh Huy sẽ không đánh bại được Cha Đu nữa. Ôi nè, mình à, bình tĩnh lại đi. Cuộc chơi kết thúc. Cha Đu, bạn thật may mắn khi chúng ta cùng một lớp. Tuy lần này chưa thắng bạn, nhưng lần sau mình nhất định sẽ trở thành quán quân cho bạn coi. Không có sao hết á. Nhưng mà nói thiệt lòng thì mình không hề có hứng thú trở thành quán quân của năm nay. Gì chứ? Chuẩn bị. Cái gì chứ? Channel không có hứng thú để trở thành quán quân sao? Có nghĩa là bạn ấy đang muốn đùa giỡn với mình sao? Đây đây, có lỗi. Ủa, cái gì? Vẫn còn một trường hợp nữa, nếu xảy ra sẽ khiến cha đu không thể là quán quân lần này. Hả? Trường hợp gì? Căn cứ theo bảng xếp hạng, nếu đội của cha đu về cuối cùng và lớp một về đầu tiên thì cha đu sẽ xuống vị trí thứ hai. Ôi trời ơi, cha đu là người chạy cuối, làm sao mà nó chạy chót được. Nếu như cha đu không cố tình ngã thì khoan đã, phần thưởng giải như là gì vậy? Ôi trời ơi, là một cây cạn heo. Ước mơ trở thành sự thật rồi. Nè, chơi cha đu, còn đứng lại đó. Đứng lại. Dạ thưa mẹ con đi học. Đặc biệt gì sao? Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày 100 đếm ngược tới kỳ nghỉ đâu hả? Mới đi học gần một tháng mà muốn nghỉ rồi là sao? À chị ơi,
chị làm bài tập chứ? Đừng nói chị quên nữa nha. Em gái Mimi à, chị biết chúng ta là người cùng một nhà, nhưng cũng nên bảo vệ quyền riêng tư của nhau mới được, hiểu chưa? Vậy thì em sẽ tôn trọng sự riêng tư của chị chứ. Dĩ nhiên rồi. Bạn ấy kìa. Thật sao? Chắc là không phải bạn ấy đâu. Thấy chưa, mình biết bạn cũng không tin. Không dễ thương gì hết. Nói không dễ thương là còn đỡ, phải nói là xấu ghê gớm. Nhưng mà cứ tưởng là mình đẹp lắm. Nè, nè thấy hết đó nghe chưa? Mimi cũng đâu tới nỗi nào đâu. Sao họ lại dám nói em của chị xấu xí chứ? Em đừng có lo Mimi à, lớn lên em sẽ thay đổi thôi hà. Chắc chắn em sẽ xinh đẹp giống như là chị đây. Đi em thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hẹn gặp chị ở nhà ha. Bạn ấy là cha đu á. Thật sao? Đừng có cười bạn ấy nghe thấy bây giờ. Gì vậy chứ? Họ học lớp 3-4 đúng không ta? Họ bị làm sao vậy? Bạn đã phải lòng mình. Ninja à? Cha đu à, chào bạn. Bạn mới tới hả? Bộ trên mặt mình có dính gì hả? Không có, sao vậy? Vậy thì tại sao mấy bạn gái lớp 3-4 cứ cười nhạo mình vậy? Nhớ lại mấy bạn ở ngoài đường cũng học lớp 3-4 luôn đó. Đúng là kỳ lạ thiệt, không biết là gì sao. Đúng rồi ha, không lẽ là bạn có nghĩ nhìn mình mắc cười lắm không? Không có gì mắc cười hết á. Mình nói thật lòng không có nói dối đâu nha. Cha đu à, bạn rất là dễ thương. Thiệt không? Cảm ơn bạn nha Minji à. Không có gì hết, mình chỉ nói ra sự thật thôi à. Vậy thì sao chứ? Bạn làm gì được mình? Có bắt được mình hay không hả? Mình chạy nhanh lắm đó nha. Hãy coi đây. Ôi à. Trời. Lại là lớp 3-4. Họ đang cười mình sao? Chơi đưa cái chân kia. Bạn chắc chắn là nhìn mình không thấy mắc cười chứ. Đã nói bạn dễ thương mà. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn có muốn chơi hay không? Sao còn đứng ở đó chứ? Chơi đu, còn phải tập trung vào trò chơi chứ. Bởi vì bạn không thể... Trời ơi, mình xin lỗi nha anh ơi. Đáng lẽ ra bạn không nên rời mắt khỏi trái banh chứ. Mình vẫn chưa bị loại. Các bạn nhìn Shadow đi kìa, đó đâu có gì hay đâu. Nhìn mặt mắc cười vậy hả? Họ bị làm sao vậy? Sao cứ thập thò nhìn mình rồi cười vậy chứ? Mình cũng không biết. Không lẽ là... Gì vậy? Bộ có chuyện gì hay sao hả? Đúng vậy rồi, chắc chắn chỉ có thể như vậy thôi à. Các bạn lớp 3-4. Các bạn lớp 3-4 sao? Họ đã ghen tị với vẻ đẹp, tính cách dễ thương và nét cuốn hút của mình. Ôi, mình dễ thương quá đi. Cũng có thể lắm á. Sao gương em à? Và sau đó quay lại mặt đất, đừng có nằm mơ nữa. Sao chứ, nét cuốn hút mà. Bạn mới là người cần phải soi gương đó. Dạ, Chà đồ. Mình xin lỗi nha Minji.
lần nữa nha. Nè cho cha đu, rốt cuộc là bạn đã làm cái gì mà khiến học sinh lớp 3-4 tới lớp mình gây náo loạn như vậy hả? Làm sao mình biết được chứ? Bạn lại mình giận mình á. Nhưng mà sao tự nhiên bạn lại nổi giận như vậy hả? Thì tại vì sao bạn lại nổi giận? Thì là bởi vì tại vì mình là lớp trưởng lớp chúng ta, mình không thể để lớp khác vào đây gây rối như vậy được, bạn hiểu chưa? Bạn ấy nói cũng đúng. Đúng rồi đó. Mà bạn có biết Sơ Trân là ai không? Mình đâu có biết đâu, chưa từng nghe qua tên đó luôn. Ôi trời ơi, vậy nghĩa là Sơ Trân phải làm bạn thiệt rồi đó. Ôi trời 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 ơi, thiệt là lãng mạn quá. Bạn làm gì vậy hả? Đi với mình, chúng ta đi tới lớp 3-4 và tìm xem Ly Xê Trông là tên ngốc nào. Bạn làm gì vậy? Mình chưa ăn xong bữa trưa của mình nữa mà. Bỏ tay ra, nhanh lên. Ly Duyên Sức, sao bạn dám làm như vậy chứ? Mình nói mau bỏ tay mình ra. À, thiệt là lãng mạn quá đi à. Nè, ở lớp này ai tên là Ly Xê Trông? Mà bước ra coi. Ôi trời, thiệt là mắc cỡ quá đi. Sao bạn lại làm vậy hả? Không phải bạn cũng đang muốn biết người thầm thích bạn là người nào sao hả? Mình không hề có ý muốn đó à nha. Ly Xê Trông chính là mình đây. Bây giờ thì mình bắt đầu tò mò rồi. Ôi trời ơi, bạn ấy thì là đẹp trai quá đi. Bạn đẹp trai này thích mình thiệt sao? Bạn chính là cái người đã nói với cả trường rằng bạn rất thích cha đu đó hả? Đúng như vậy. Vậy chuyện này là thiệt? Ôi hoàng tử ơi, chàng bước ra từ chuyện cổ tích nào vậy? Nhưng mà một người như bạn tại sao lại có thể thích cha đu được chứ? Hả? Cái gì vậy? Nè Jun Sức à, sao bạn lại nói như vậy chứ? Là bởi vì cha đu của mình. Vậy cha đu của mình hả? Là một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ thương. Ngoài ra cậu ấy là người có cá tính, vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp. Thì ra cậu ta hiểu rất rõ tính cách của cha đu. Ôi bạn thiệt là, mình biết là bạn thích mình, nhưng mà sao bạn lại nói ra những điều đó trước mặt mình như vậy chứ? Là mình mắc cỡ muốn chết. Bạn ấy đang ở đây sao? Cha đu cũng đang ở đây sao? Cha đu à, du cha đu, cha đu à, bạn đang ở đây sao? Du cha đu. Nè, tụi mình mau đi thôi. Cái gì? Là tụi mình sao? Cha đu à, biết ngay là không phải rồi. Thì ta là du cha đu lớp 38. Mình đã nói là hơi kỳ lạ rồi mà. Du cha đu đó là ai và có gì nổi tiếng chứ? Chơi cha đu của chúng ta mới là tuyệt nhất, có đúng không Minchi? Đúng vậy, chuyện đó đương nhiên rồi. Tính cách của bạn Sơ Trông đó sao xứng với cha đu được hả? Lúc nãy á, lúc mình nhìn bạn ấy và nói ấy da, trời ơi, đi đứng gì mà không nhìn gì. Ủa? Bạn có sao không vậy? Có bị đau ở chỗ nào không? À, mình xin lỗi. À, bạn cần xin lỗi đâu mà. Lẽ ra mình cần phải nên cẩn thận hơn chứ. À, đúng rồi, mình là Lee Jun Sat, lớp trưởng lớp 3-1. À, mình là lớp phó lớp 38, Yu Cha Do. Bạn thật sự không sao chứ? Yu Cha Do. Bây giờ mình phải vào lớp đây. Tạm biệt. Tạm biệt bạn. Khoan đã, mình đi với bạn nha. Hả? Ly Xê Trông thiệt đáng ghét, sao dám chọn đối tượng cao như vậy chứ, thiệt quá ngạo mạn. Vừa sức à? Hả? Coi chừng kìa. Cứu mình với! Hello, 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래
같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다